Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục clip mới hôm nay thì em cũng xin giới thiệu bà con mình về một số tác phẩm nha, cũng vừa sưu tầm về và có trăm tứ quý cũng như là những cặp bình gốm xứ Tàu lớn nha bà con đó, và những cây tủ loại đại nha, cũng như là một số món đồ gốm đồ bà đồ gỗ phong thủy khác nữa nha. Để giao lưu qua số điện thoại em 0772 8772 78, địa chỉ cửa hàng thì nằm ở quốc lộ 91 quận Long Môn thành phố Cần Thơ nha. Bà con mình có nhu cầu giao lưu đến trực tiếp cửa hàng chúng em xem tham khảo và tham quan nha bà con. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều bà con mình đã ủng hộ trong những cái buổi live vừa qua nha, và những clip vừa qua. Mình mọi chi tiết thì bà con mình lưu ý mà liên hệ qua số điện thoại giúp em nha là 0772 8772 78 nha. Em cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu cho bà con mình là mã số 1 nha, một bộ tranh tứ quý nè, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, đó là tùng trúc cúc mai nha. Tùng trúc cúc mai, và đặc biệt cái tranh này nha bà con là tranh đá nha, nó tranh miếng giữa là mặt đá, và đặc biệt đá này người ta khảm nổi lên là những loại khảm những loại đá mà loại đá quý á, nhưng mà những cái loại đá cũng như là đá quý nhưng mà người ta làm chế tác rồi, những phần lũng dụng người ta làm chế tác thành một bộ tranh rất là đẹp nha bà con. Ruby mắt tôm kết hợp như là đá thạch anh rồi nè, nó nhiều loại đồ loại đá nha, đá cẩm thạch ngọc rồi nha. Bà con mình xem nha, tùng trúc cúc mai tranh này khá lớn nha, hàng làm hoàn toàn bằng thủ công tay hết nha. Chiều cao khổng em đo cái bức tranh thì lên tới 1m04 nha. Tranh này thì chiều ngang mỗi tấm khá lớn tới 43 lần, tới 43 lần nha bà con. Mình xem cây tùng người ta khảm nha, người ta khảm đá đó bà con mà xem, đá thạch anh, chim công rất là đẹp nha. Và những cái bông bên dưới nha bà con, bộ này mình treo lên mình nhìn nó đẹp lắm, thấy mình treo lên tường là mình nhìn thấy, mình cảm nhận thấy là nguyên bộ nguyên hình của nó nha. Chim hoa chim chóc nè, đua nhau nở nè, bà con mình xem nha, rất là đẹp. Hàng này thì nói chung là em bao lành tích liền lạc và em bao quý xếp nha, mặt bên ngoài là mặt kính nha bà con, mặt ngoài là mặt kính. Bốn mùa thu đông ở tượng trưng cho bốn cái mùa là xuân hạ thu đông á, rất là đẹp và ý nghĩa nha. Bên đây là hoa cúc nè bà con mình xem nha, chim hoa nhìn hóc líu lo rất là đẹp nha bà con. Những cái đó hoa nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái đó là đều bằng đá hết nha, hàng toàn đều bằng đá, người ta làm thủ công hết nha. Những cái bông hoa chùm đó là bằng đá nổi, khảm nổi lên khoảng 3 phần độ dày á. Đá thạch anh kết hợp ruby mắt tôm và những loại đá quý khác nữa nha. Chim phú quý nè, bên đây là một cành hoa mai. Hoa mai rất là đẹp nha, hoa mai vàng nha bà con, và một cái đôi chim. Bà con mình xem. Hàng lành lặn và liền lạc nha. Em bao quý ship, bao kiểm tra hàng cho bà con mình trên mọi miền tổ quốc nha. Hàng về đến nơi cứ kiểm tra giúp em, có vấn đề gì liên hệ nha, bể vỡ nứt bể gì cứ liên hệ bên em xử lý yên tâm. Đây mặt trên sau lưng người ta làm rất là kỹ gia cố nè. Khá là đẹp nha, có móc sẵn về mình bắt lên tường thôi. Cái bộ tranh 4 tấm này giá em giao lưu với bà con của mình nha là 7,5 triệu nha bà con. Mỗi tấm chiều ngang nó tới 42 lên nha, rất là lớn nha. 7,500,000 đồng em bao phí ship trên mọi miền tổ quốc, hàng về đến nơi đến nhà mình kiểm tra hàng nha. Mình nhìn bên ngoài rất là đẹp nha. Đến với mã số 2 là một cặp bình gốm xứ Tàu, tức là sơn thủy hữu tình nha bà con. Đôi bình rất là đẹp nha. Hàng này là hàng Tàu, chuẩn Tàu vẽ tay 100%, tuổi đời 30-40 năm thôi, nhưng mà em sưu tầm là trực tiếp bên Tàu về nha. Bà con mình xem và cảm nhận giúp em, nó những cái bình rất là đẹp, mình có thể trưng bày mang tính chất phong thủy nè, và mình có thể cắm hoa được luôn. Chiều cao bình này em đo 91, miệng bình có đường kính là 30 nha, cao 91 luôn nha bà con, miệng là 30, và hoành bụng này tổng của nó lên tới là 110, vẽ cái tích sơn thủy nha, rất là đẹp nha bà con. Mình nhìn những đường nét hoa văn người ta vẽ nha. Mộc hiệu đề thì nằm trên cổ bình, bên dưới là vẽ kính bình luôn. Hàng thì em bao lành lặn liền lạc hết nha, cho ông đế bà con mình xem nè, không có nước mẻ hay tóc gió chỗ nào hết trơn nha bà con. Những cái đôi bình này ship đi cũng phải đóng gói đóng kiện rất là kỹ. Đôi này em giao lưu với bà con mình một cặp này nha, có giá là 7 triệu thôi nha, cao 91 nha bà con, em bao phí ship trên toàn quốc nha, 7 triệu đồng. Đến với mã số 3. Số 3 là một cặp bình cao to lớn đó nha. Bà con mình xem kênh thấy mà không kỹ không rõ cứ chụp lại màn hình giúp em nha, và inbox qua số điện thoại Zalo để em hỗ trợ tư vấn cho bà con của mình chính xác nha. Số điện thoại 0772 8772 78. Đây là một cặp bình gốm xứ Tàu, hàng khỏe tay 100%. Hàng này cũng 30-40 năm. Mấy cái lô này là chuẩn hàng Tàu nha, chứ không phải hàng chân tay mà nhái hoặc là hàng bắt chàng nhái bây giờ. Mình bà con mình cứ sưu tầm về và mình kiểm tra hàng nha. Thì thằng này em sưu tầm trực tiếp bên đó về luôn. Những cái bài minh văn nhìn rất là đẹp nè, và những cái ngôi làng nha bà con. Chiều cao bình này là 140 nha, 1m4 á, miệng bình đường kính là 33, miệng bình có đường kính 33 luôn nha.
Cổ bình này thì em đo lên tới là 58 nè, cổ bình 58 nha, hoành bụng là lên tới 122. Hàng em bao lần lặn liền lạc không nứt bể. Đó, bao kiểm tra hàng nha. Đó, vẽ những cái tích ngôi làng quê hương của người Trung Hoa đó, bà con mình xem nha. À, rất là đẹp. Bình này mình về mình để bên nhà trước cửa nhà mình, hai bình hai bên hoặc phòng khách nha. À, mang tính chất là phong thủy nha bà con. Đó, tài lộc nha, thịnh vượng, rất là đẹp nha. Đó, hàng em bao lần tích toàn bộ không nứt bể tóc gió chỗ nào hết, về cứ kiểm tra hàng. Đó, em cũng bao ship trên mọi miền tổ quốc cho bà con của mình luôn. Hàng này nói chung là hàng đẹp cao cấp nha. À, bà con mình xem đây, rất là nặng và dày, men gốm nó dày lắm. Trung đế này nha, hoa văn quả tiết khỏe nè, à, rất là đặc sắc. Đôi này em giao lưu với bà con của mình, một cặp này nha, có giá 14 triệu nha, cao 1m4 nha bà con, hàng loại lớn nha. Đó, 14 triệu em bao ship trên mọi miền toàn quốc nha, mấy cái này ship cực công lắm. Mình ở gần gần khu vực miền Tây, em ship xe cho bà con mình đi luôn, em sẽ bớt phí lọc cho bà con của mình nha. Đó, còn ở xa thì cũng giảm nhiều, phải đóng thùng đóng kiện. Còn đây, đó, một cặp bình khá là quyết luôn nha, đó, cặp bình quyết bình quẹt luôn nè, bà con mình xem nha. Đó, có bị dạ ánh sáng không? Cặp bình này bà con mà xem men gạn, hàng chuẩn tàu quẻ tay, hàng này hàng xưa, tuổi đời em bao là trên 50-60 năm. Quẻ cái tích đó là ngũ long chúc phúc, cho mỗi cái bình là 5 con rồng. Đó, màu men xanh ngọc nha, men gạn. Bình này thì chiều cao này của nó thì lên tới là 137 thôi. Miệng có cái đường kính này là 33. Đó, miệng đường kính 33 nha, cao 1m37. Đó, hoành cổ bình này thì lên tới là 53 và hoành bụng như thế này là lên tới 135. Ở quanh bụng 135 luôn nha. Bình này nó dày nha bà con, men nó dày dặn nha, và khá là nặng luôn. Đó, và hàng quẻ kỹ thuật bà con mình xem nha, khá là đẹp. Đó, mỗi một cái bình là quẻ 5 con rồng á, ngũ long chúc phúc, khá là đẹp, lần lặn và liền lạc nha. Ở mấy cái hàng mà mẫu mã thế này nè, mình cứ nghiên cứu mình xem nha. Đó, em bao bà con mình thị trường kiếm cặp này thứ hai cũng hơi bị hiếm. Đó, bà con mình xem giúp em nha. Cao 1m37. Hàng em bao làm tích nè, men rất là dày, chuẩn hàng tàu xưa nha, 50-60 năm trở lên cái cặp này nha. Đó, cái nào thì sâu tuổi em báo chuẩn cho bà con của mình, để em lắc nhẹ cái đế cho bà con mình xem nha, khá là nặng. Đó, bà con mình xem không rõ không kỹ liên hệ kết bạn qua Zalo đây, em sẽ gửi hình ảnh đầy đủ chi tiết hơn nha. Men ngọc nha bà con, men ngọc gạn nha. Đó, mấy khá là dày. Cặp này em giao lưu với bà con mình là 28 triệu một đôi này nha, 28 triệu nha bà con, chuẩn hàng tàu xưa nha, men cao cấp nha, 28 triệu em bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Đến với mã tiếp theo số 5, em có một cây tủ trưng bày đồ, cây tủ xưa rất là đẹp, khoảng 30-40 năm thôi, nhưng mà bà con mình nhìn là cây tủ người ta chạm đục nè, những cái máy như là máy nhà vậy nha, máy đền, máy nhà, chính máy nha bà con, trên là chạm đục nè, ở hai con rồng sâu lông chân châu, những cái trên đỉnh máy đều là những con rồng hết nha, và máy nối nhìn rất là đẹp nha bà con, nó chạm đục tích nè, tay là tay rồng bốn tay. Cái này là gã gấp bằng mỏng gỗ gõ nha. Đó, hàng thì nói chung còn gấp bụi bặm thôi, giấy nhện thôi. Giao lưu thì em vệ sinh làm bóng lại cho bà con mình. Ở về là mình trưng bày nha. Mấy cái tủ này nói chung rất là đẹp và nó độc lạ nha bà con. Với cái chiều cao tổng này á, là em đo nó lên tới là 2m9 nha. Nó cao tới 2m9 của bì luôn nha bà con, khá là cao. Và tổng cái chiều dài ngang thế này là 171. Đó, chiều rộng ngang 171. Chiều sâu của cái tủ này lên tới 50. Đó, 50 nha, tủ chính máy, à, khá là đẹp luôn. Hàng này về mình có thể trưng bày đồ được nè, hoặc mình để một cây tủ này trong phòng khách nhà mình nha, để mình trưng bày khách khứa đến nhà, nói chung thì đều trầm trồ ngắm cái tủ này nha, vì hàng nó đẹp và lạ nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, phong cách giống như là một cái mà ngôi đền vua gì đó, bà con mình xem nha. Đó, nhà mình rất là đẹp. Đó, giống như là cổng thành đó. Đó, bà con mình xem chạm đục long phượng nè, tứ linh luôn nha, long lăng quy phụng. Đó, mấy cửa này là mình có thể mở để mình trưng bày đồ bên trong, đồ gốm, đồ đồng, đồ gỗ các loại nha. Đây cũng là cánh cửa mở nữa nè. Đó, giữa cũng cánh cửa mở, cái này thì 6 chân lên nha bà con, tới 6 chân lên nha. Đó, khá là đẹp luôn. Đó, bà con mình có nhu cầu giao lưu thì liên hệ số điện thoại giúp em. Đó, số điện thoại thì nữa em sẽ cho bà con mình xem rõ nha. Đó, mình cứ bấm vào mình kết bạn Zalo, mình có thể mà trao đổi với nhau được nha bà con. Số điện thoại là 0772 8772 78 nha. À, 0772 8772 78. Đó, bà con mình xem cửa lòng bên trong nha. Đó, gỗ là bà con mình xem khá là đẹp luôn. Đó, làm tích và liền lạc hết từ trong ra ngoài, từ ngoài sang bên sau. Đó, từ trước sang sau luôn bên hông. Mấy cái trụ rồng chạm đục rất là đẹp. Đó, trụ rồng là từ trên nè, mấy bốn cái trụ nè, từ trên tới dưới chạm đục hình con rồng.
Đó, hàng này là gấp gáp bằng mộng hết nha bà con. Giao lưu thì bên em sẽ có đội ngũ thợ, họ sẽ lớn tận nơi tận nhà giao cho mình và gã gáp cho mình tận nhà nha, cứ yên tâm nha. Đó, giá thì em bao ship bao lắp gáp trên mọi miền tổ quốc luôn. Chiếc tủ này 9 máy em giao lưu với bà con mình nha, có giá là 68 triệu nha. 68 triệu em bao cái vận chuyển bao lắp gáp trên mọi miền tổ quốc. Mình ở gần miền Tây, khu vực gần chúng em á, miền Nam miền Tây thì em có thể gia lộc bớt cho mình chút đỉnh được nha. Đó, qua số điện thoại 0772 8772 78 giúp em. Ở đến với mã số 6 là một cây tủ bày đồ siêu to nữa nè. Đó, hàng gọi lớn nha bà con, cây này nói chung cũng nó cao xê xích cây này luôn á. Đó, em độ cũng khoảng 3 mét, cây kia 2m9, cây này cũng 3 mét á. Cây này bên ngoài to lớn lắm, mình về mình trưng bày khá là nhiều luôn, và đặc biệt cái nước cẩm nó nhìn cũng đẹp nha. Với cái chiều cao tổng này nè là em đo 2m9 nè. Đó, nó cũng bằng xê xích cây kia luôn, 2m9 luôn đó nha. Đó, còn cái chiều ngang của cái tủ này em đo phần giữa này nha là 161. Đó, 161 nha. Sâu của tủ thì nó lên tới là 53, chiều sâu là 53, rất là rộng. Đó, ba cánh, cửa ba cánh. Cái này thì mình bà con mình xem, nó nhiều ngăn nhiều tầng để mình trưng bày đồ lắm. Đó, mình trưng bày cây tủ không nhìn cũng đẹp đó. Trên là những cái sông tiện nè, ốc ác cẳng vàng chanh xanh thiên lý nha bà con. Hàng em bao lành lặn liền lạc nha, không đắp giá nha. Đó, không gãy, không đắp giá. Mặt sau là mặt gỗ, dán luôn, dán lưng gõ luôn nha. Đó, bà con mình có nhu cầu nhà ấy cứ đến trực tiếp cửa hàng chúng em nha. Địa chỉ nằm ở quốc lộ 91 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Qua số điện thoại 0772 8772 78, mình bấm vào kết bạn Zalo nha, bên em hỗ trợ bà con mình thêm nha. Đó, chân là khá đẹp, 4 chân to nha. Đó, cửa bên dưới 4 học tủ, trên 3 cánh cửa lớn. Đó, hàng này cũng là hàng cũ thôi, 30 năm thôi, nhưng mà được cái lành lặn liền lạc nè. Đó, hàng tủ loại to nè, loại đại nè. Đó, ốc nát cẳng bà con mình xem khá là đẹp khi mình nhìn bằng mắt thịt bên ngoài luôn. Đó, cây này thì nói chung em có một cây duy nhất thôi, hôm trước một cặp mà em giao lưu hết một cây rồi. Đó, cửa thì bà con mình xem nè, tầng nhiều ngăn nhiều vách để mình trưng bày khá là đẹp. Đố cũng được cẳng ốc luôn, gỗ vách sau lưng nha. Đó, sạch sẽ liền lạc lành lặn. Đó, tủ khá là lớn nha bà con. Đó, cao 2m9 luôn nha. Đó, mình có nhu cầu nhà mình cao rộng mình trưng bày vô để đồ lưu niệm mình của mình vô đây nha. Đó, chiếc tủ này giá em giao lưu với bà con mình là 58 triệu nha. 58 triệu em bao cái ship nha bà con. Đó, em bao cái ship toàn quốc luôn nha. 58 triệu, mình ở gần miền Tây thì em cũng giao lọc cho bà con mà luôn. Những mặt hàng lớn này ở gần cũng được, em ship xe tải trong ngày bà con mình nhận được rồi thì em sẽ bớt lọc cho bà con mình tí chút xíu nha. Còn ở xa, ship đi xa thì cái chung phí nó cao. Đến với mã số 7 là một cây tủ gốc nữa nè bà con mình xem. Em còn một cây duy nhất thôi, mấy cái này đều có cặp có đôi hết, nhưng mà khách giao lưu thì có nhu cầu một cây em vẫn giao lưu luôn. Đó, cây tủ gốc thì bà con mình xem, gỗ rõ cản ốc Singapore, và đặc biệt người ta làm hình bờ dòng cung bầu trục thế này rất là công phu nha. Đó, chiều cao của tủ này á, là em đo nó lên tới là 2m13 nha, 2m13 thôi. Đó, còn cái chiều ngang như thế này nè, chiều ngang là tầm 90 á, còn cái góc chữ A sâu ra là em đo lên tới là 60. Cái này thì nó hai thớt, nó hai thớt cả gáp nha. Hoa văn chạm đục hoa lá tây nè, ốc thì vàng chanh là rất là đẹp rồi. Dèm đố nè cũng được cẳng tơ tóc luôn nè. Đó, bà con mình xem giúp em. Đó, khá là đẹp nha. Cửa thì mở cánh hai bên. Đó, bên trên thì mình trưng bày, bên dưới mình để đồ để đạt luôn. Đó, khung cửa bên trong bên ngoài. Đó, hàng vài chục năm nha, gỗ lành lặn. Đó, bà con mình xem sơ qua, ốc khá là đẹp. Nhiều khi mình xem trên màn hình ốc nó bị mà giả ánh đèn á, nó sẽ lên cái màu ốc trắng á, mình xem không rõ nha, chứ thực tế bên ngoài là ốc em bao là màu là vàng chanh xanh thiên lý nha. Ở bên dưới là cẳng cái tích sen thịt hạt nè, ở sen cò nè, bà con mình xem đi tìm mồi nha, kiếm ăn. Ốc rất là đẹp nha, bốn chân. Ở mình về mình để ngay góc tường chữ A mình cái khung trống nha. Chiếc tủ này giá em cho luôn với bà con mình là chỉ 28 triệu thôi nha, bao cái ship và bao đánh bóng spa là cho bà con mình luôn. 28 triệu bao phí vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Đó, mình có nhu cầu chụp lại màn hình những sản phẩm nào inbox qua số Zalo điện thoại em sẽ tư vấn hỗ trợ. Ngoài mã số 8 là em có một cặp bình gốm xứ Tàu nữa nè. Hôm nay có mấy cặp này em quay hết cho bà con của mình xem luôn chắc. Đó, hàng này là chuẩn hàng Tàu, cái lô này là vừa rồi em cũng có giới thiệu bà con mình là em sưu tầm mình trực tiếp bên Tàu về nha. Em bao về test hàng, kiểm tra hàng nha. Nếu mà hàng danh tay bắt vàng cứ hoàng về cho em. Đó, em bao chuẩn hàng Tàu. Đôi này tuổi đời nó 3-40 năm thôi. Đó, chiều cao bình này là em đo nó lên tới là 140 nha. Đường kính miệng bình nó là nó 33. Đó, khá là đẹp nha bà con. Ở trên là màu xanh nó rất là đẹp nha. Đó, màu xanh ngọc. Cái quanh bụng tổng này khá lớn nha, tới 132 là miệng bình là lòng cũng được bể nè, men hai da. Đó, hoa văn quả thiết nha.
Ở cái đôi này mình sưu tầm, mình trưng bày trong nhà thôi là nó rất là nổi bật rồi, nó không chê được vào đâu nha. Đó, hàng quanh mặt là liền lạc hết. Đó, bà con mình có nhu cầu nhà ý thì ở gần khu vực miền Tây cứ đến trực tiếp cửa hàng chúng em để mình xem tham khảo và giao lưu. Còn mình ở xa thì kết bạn qua số điện thoại Zalo 0772 8772 78. Bên em có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho bà con của mình nha, cứ yên tâm. Đó, hàng bên em thì bà con mình lưu ý chỉ một số điện thoại duy nhất thôi, không có số nào khác, cũng không cọc tiếp số nào khác nha, bà con mình lưu ý giúp em. Đó, hàng lành lặn khỏe, bên dưới là tích là bà con mình xem những cái sơn thủy nè, hoa núi tiết nhìn rất đẹp. Đôi này em giao lưu cho bà con mình nha, có giá là 13 triệu thôi nha. Đó, 13 triệu bao quý ship nha bà con. Đó, rất là đẹp nha. Còn tiếp đến với mã tiếp theo, một cặp bình khá là quyết và cao cấp luôn. Đó, hàng tàu. Đó, men là men gấm. Đó, bà con mình xem cái tích là thập bát la hán trong truyền thuyết nè. Và đặc biệt hàng này là hàng đất nổi và vẽ và khắc nổi từng chi tiết hoa văn, những cái bông hoa đó, mẫu đơn đó, bà con mình xem nha, và những cái đất nổi, những cái chi tiết luôn. Chiều cao cái bình này thì nó khoảng là 120 thôi, miệng bình thì đường kính của nó là lên tới 37 rồi nha. Đó, hàng này là hàng chuẩn xưa nha bà con. Đó, em bao chuẩn hàng tàu xưa nha, viết viền vẹp luôn đó. Và cái hoành bụng này nè thì nó lên tới là khoảng 129 phủ bì. Hai bên là hai con khỉ ôm chế đầu tiên, nó đang ăn đắp nổi luôn. Bên dưới là hai con rồng, nó mặt sau cũng hai con rồng luôn. Rồng đắp nổi bà con mình xem nha, chi tiết hoa văn nha. Rồng nhìn kiểu nó cũng độc lạ dương luôn bà con mình xem. Ở bên dưới là người ta vẽ nè, thập bát la hán khắc hết nha, nhìn rất là hồn nha bàn thái. Đó, kết hợp với là cái tích dạng hoa. Đó, bà con mình xem một cặp bình rất đáng để mình sưu tầm nha, rất là giá trị nha bà con. Đó, đây hàng này bây giờ bà con mình cứ xem nghiên cứu tham khảo đi, tìm đâu ra. Đó, tìm đâu ra những cái đôi bình mình nó đẹp như thế này nha. Đó, kiểu dáng và cái phong cách của nó nha. Đó, hàng em bao lầm tích nè, men rất là dày không nứt vỡ nè, bao có ship trên mọi miền tổ quốc nha. Cặp này giá em giao lưu cho bà con mình là 32 triệu. Đó, cặp này mà mình về mình thêm cặp tôm mình đề kê lên nữa nhìn nó rất là đẹp nha bà con, rất là xưa cổ kính nha. Bao bà con mình là trên 50-60 năm trở lên cho cặp bình này nha, 32 triệu. Đó, bao có ship và bao kiểm tra hàng. Ở hàng về đến nơi đến nhà mình cứ kiểm tra hàng lần lần liền là không nứt vỡ thì mình nhận giúp em. Tiếp theo này á, thì em có đây là một cặp bình hút lọc cao to khổng lồ luôn, cổ co tâm cao nè, nó bụng bự mà cổ là cao, rất là cao nha. Đó, bà con mình xem cái này là gỗ của nó là gỗ nguyên khối nha. Mấy cái hàng này nói chung hàng xưa, lâu lâu em sưu tầm về được có vài cặp chứ không có nhiều. Đó, hàng này nói chung mình trưng bày mang cái tính chất phong thủy rất là hay nha bà con, hút lọc nha. Đó, hút lọc chiêu tài. Với cái chiều cao bình này em đo nó lên tới 91 là khá là cao. Miệng bình thì lọt lòng nó khoảng là 6 phân thôi. Cổ bình chỗ này em đo 22 nè. Đó, hoành bụng này nó lên tới 78, cao 91 lần nha. Cái thoát thân cần cổ này nó cao 55 lần nè. Đó, bà con mà xem gỗ đặc nguyên khối. Đó, khá là đẹp. Ốc này là ốc nó người ta cẳng khảm rất là lâu rồi, nhã bá chầu xưa rồi. Và gỗ nó cũng nhìn nó cũ xưa lắm. Em về em cho thợ họ đánh gom làm bóng ra thôi. Cái hàng này thực tế nó rất là xưa lâu năm nha. Bên dưới là người ta cẳng nó tích là lông phụng xung quầy. Gỗ là đặt là liền khối từ dưới chân lên tới miệng bình luôn. Đó, bà con mình xem nha. Ốc vàng chanh xưa nha. Đó, khá là đẹp. Đó, gỗ đặt nguyên khối. Cao 91 lần nha bà con. Đó, một cặp này em giao lưu là 7 triệu rưỡi nha. Đó, hàng chuẩn xưa gỗ gõ nha. Đó, hàng dày dặn cứng cáp chắc chắn luôn. Và mã tiếp theo một cặp bình này thì nó gọn vừa hơn, nhỏ hơn tí xíu. Mấy cái đòi mình về mình trưng bày lên nhìn nó rất là duyên nha. Đó, nhìn nó đẹp, nó lạ mà nó mình nhìn nó kiểu dáng á. Đó, nó ít nha. Với chiều cao bình này á, là em đo là 49, miệng bình phủ bì là 7 phân. Hoành cổ này thì có nó bừng lâm thôi nhưng mà cái hoành bụng nó lên tới là 54. Đó, cũng cẳng nè bà con mình xem nha. Đó, khá là đẹp, gỗ nguyên khối. Đó, kiểu dáng như là bình phú quý á. Đó, bình tỳ bà, bình phú quý nha, hút lọc chứ. Đây, gỗ nè, dày dặn chắc chắn lắm nha. Lông phụng xung quầy. Đôi này giá em giao lưu chỉ có 2 triệu rưỡi thôi nha, 2.500.000 đồng. Mã tiếp theo số 12 là một cái khay. Đây, một cái khay gỗ gõ nguyên khối, được cẳng ốc thuận bờm xuôi gió, kết hợp ngoài là hình nguyên một con rồng chạm đục. Đó, gỗ là liền nguyên khối đặc nha. Đó, tổng chiều dài này em đo là 63, sâu này của nó là 35 nha, và độ dày tổng của nó là 3 phân rưỡi, gần 4 phân phủ bì á. Nếu mà cái tấm mà khay này á, người ta chạm đục vào gỗ nó khoảng từ 4 phân. À, 4 phân nát nha, để chạm đục ra. Đây là quê hương, đây là thận bòm. Về kết hợp với sưu tầm bộ ấm trà để lên nữa nha, rất là đẹp. Mặt mình để mình treo là một bức tranh, rất là hay. Mình làm cái móc sau lưng mình treo là một bức tranh nếu mà mình không dùng ấm trà. Đây gỗ sau lưng đây nha. À, nếu mình có nhu cầu em gắn cái móc sau lưng để bà con mình làm tranh mình treo nha, nhìn đẹp lắm. À, cái này giá em vô lô chỉ có 2 triệu rưỡi thôi nha bà con, 2.500.000 đồng, gỗ dán liền nguyên khối đặc nha. À, khá là đẹp.
Và mã số 13 nè, mình nhìn xem một cặp bình nè. Đó, cặp bình rồng nha mà con, đắp nổi nha. Đó. Và đặc biệt mình nhìn xem mình bên ngoài nó giống như đồng mà thực tế nó không phải là đồng. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hàng này cũng là hàng xưa vài chục năm nhưng mà đặc biệt nó là hàng gốm sứ nha bà con, chứ không phải là bằng đồng nha. Đó, chiều cao bình em đo là 30, miệng bình là 10 phân. Vành bụng em đo phủ bì hết luôn nha, là 53. Hàng lành lặn nha, liền lạc nha. Đây, đắp nổi. Đó, mấy cái bình này nhìn đẹp lắm, nhìn cổ kính lắm. Bên ngoài mình cứ ngỡ nó là đồng không à, nhưng mà thực tế nó không phải đồng. Đó. Đôi này giá em giao lưu với bà con mình là 2,5 triệu cho một cặp như thế này, 2.500.000 đồng số 13. Mã số tiếp theo 14 là em có một cái ủ trà là siêu to luôn, gỗ gỗ nguyên khối đặc nha. Mấy cái này lâu lâu về một hai cái khách là ưa chuộng nha. Mình để cắm trà mình xài giữ nhiệt luôn, rồi mình cái này mình giữ lại nó thời gian 5 tháng luôn, nó xưa cổ nha. Tích trúc lâm thất hiền trên là tướng linh. Chiều cao tổng này thì em đo tầm là 31 đi, miệng nắp đường kính 25, nếu mà điện rộng nhất là hơn 30 lận. Cái hoành tổng này cũng nó là 98. À, ốc thì nhà bả chầu xưa, bên trong người ta để lớp vải sẵn nè. Mình về mình sưu tầm cái ấm trà mình để mình xài sử dụng thôi. Đó, à, khá là đẹp nha. Gỗ này dày khoảng 4 phân trở lên, nguyên một khối đặc nè. Đó, à, trúc lâm thất hiền khá là đẹp. Đó, à, nguyên khối ủ trà. Đó, à, cái ủ này em giao lưu cho bà con mình là 5,5 triệu, 5.500.000 nha bà con, hàng xưa nha. Và mã tiếp theo em có một cái ấn gồng, chất liệu của nó là bằng đá ngọc hoàng long nha. Đó, à, bà con mình xem đá đá không đèn thấu quang nha, một con gồng chạm đục nhìn rất đẹp. Đó. À, với chiều cao cái ấn này là em đo nó lên tới là 22, còn đường kính vuông của nó ở dưới là 11 nha. À, khá là đẹp nha. À, đá ngọc hoàng long thì mình biết rồi, một cái loại đá quý hiếm nha bà con, nó có từ thiên nhiên. Bà con mình vào Google mình bấm vào giúp em đá ngọc hoàng long loại đá gì, người ta tính bằng kg nhưng mà à, bà con mình xem ấn mang tính chất là phong thủy, xung quanh chạm đục tứ linh long lăng quy phụng. À, đây nguyên khối đá nha, đây bên dưới có một cái chữ giống như chữ lộc chữ phúc vậy nha. Đó, ấn gồng đá ngọc hoàng long nguyên khối, giá em giao lưu cái này cho bà con mình đó nha, đó là 2.200.000 nha, 2.200.000 đồng bao phí ship. Đá ngọc hoàng long là loại độc đá quý hiếm nha bà con. Mã số 16 nè, em có là một cái bình hoa rất là đẹp nha, chất liệu của nó bằng đá cẩm thạch trắng kết hợp với những cái mà tinh thể ruby. Đó, bà con mình xem nha, chiều cao này em đo 29 nè, chiều ngang này thì nó lên tới khoảng là 24 nha bà con, cũng khá đặc nặng nha. Đây này là chất liệu nó từ bằng đá thiên nhiên 100%. Đó, lắng hoa hồng nhìn rất đẹp. Đó, tinh thể này là đá ruby. Em giao lưu cái này cho bà con mình giá là 800.000 đồng thôi. Đó, 800.000 thôi nha, mã số 16 nha bà con. Mã số 17 là em có một cái chậu xưa. Có chậu này bà con mình xem nha. Cái tô là rất là lớn luôn, gốm tàu. Hàng này mình xem nè, được bọc đồng miệng và đế luôn. Tích của nó là bát tiên du sưng, chiều cao này em đo 20 nè. Miệng đường kính 41 lần nha, cao 20 đường kính miệng 41. Đó, bà con mình xem nha, và đặc biệt hàng này được bọc đồng hàng xưa, lâu năm thường thường nó hay bọc đồng như thế nha. Đây âm thanh nghe kêu chuông đồng luôn. Khá là đẹp, hàng em bao lành tích. Đó, bát tiên du sưng. Đó, chôn đế đây, già đồ lắm nha, bọc đồng dìm dưới luôn nè, rất là già sâu tuổi nha bà con. Đó, mấy cái này ít lắm nha, cái này giá em giao lưu cho bà con mình là 3.800.000. Thường thường hồi trước em sưu tầm được mấy cái nó không bọc đồng mà nó không có xưa cổ được như thế này đâu. Đó, 3.800.000 đồng cho cái chậu tàu nha. Và mã số 18 là em có là một cái bình mai hút lộc. Bình này bình bạch định nha bà con, đắp nổi ha, tích gồng. Đó, mấy cái này hàng xưa lâu năm mình về mình dùng bằng chải mình chà đánh bóng lên nhìn đẹp lắm. Chiều cao tổng em đo 42 nè. Đó, miệng đường kính là 5 phân, hoành bụng này lên tới là 76. Đó, đắp nổi hình những con gồng quấn quanh chân nè, mình xem nha, rất đẹp và công phu. À, gốm bạch định nha, cái này thì mình về mình đầm bóng lại này, em sưu tầm xưa em để nguyên thủy đó, cái mình về mình chà đánh bóng lên nhìn đẹp lắm. Chôn đế đây, mộc là mộc nổi, gốm đầm định luôn nha. Đó, chiếc này hàng này tuổi đời rất là già nha, em giao lưu chỉ có 2,5 triệu thôi, bao phí ship trên mọi miền tổ quốc nha bà con, 2.500.000 đồng. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay, đồ xưa lại nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Đó, mọi chi tiết bà con mình cứ liên hệ qua số điện thoại này giúp em nha, một số duy nhất thôi nha bà con, 0772 877278 nha. Đó, mình kết bạn vào Zalo đó, mình có thể inbox và mình có thể mà tư vấn bà con mình thêm nha. Đó, hoặc đến trực tiếp cửa hàng chúng em để mình xem tham khảo. Cuối clip thì em cũng xin mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều và xin hẹn bà con mình vào những clip kế tiếp ạ. À.